Hạt giống én vàng xin chào quý bà con, và mình là Quân Én Vàng. Hôm nay mình xin giới thiệu đến quý bà con hạt giống bí đao lai F1 VR68 hay còn gọi là én vàng 68. Với tỷ lệ nảy mầm tốt, khả năng sinh trưởng khỏe, đậu trái cũng như là điểm sau rất đẹp, cả độ đồng đều và vận chuyển xa tốt thì én vàng 68 luôn là lựa chọn đáng tin cậy của bà con vùng trồng rẫy. Với VR68, bà con yên tâm canh tác dù trời nắng, trời mưa, với sự sinh trưởng khỏe sẽ giúp bà con vượt qua những thời điểm khó khăn nhất. Và hãy gọi ngay 0376 898312 để được tư vấn và hỗ trợ kỹ thuật. Xin cảm ơn bà con, kính chúc sức khỏe đến quý bà con.